Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Thì hôm nay lại chúng ta lại họp chợ tiếp nha các bạn. Thì vẫn như một khi thôi. Thì vẫn hôm nay mình lên đục bê tông nè, rồi mài cắt cầm tay nè, khung binh nè, rồi một số hàng đồ nghề nha các bạn. Với lại một số ít máy cắt sắt nè, máy cắt nhôm nè, máy kìm nè, mở lết nè bạn, súng hơi nè, với máy mài. Thì hôm nay mình có ba cái này, nó là hàng hàng cứu hộ nha các bạn. Hàng này nó là hàng cứu hộ của Mỹ, hàng của Mỹ nha các bạn. Thì nó là nâng nè, cắt nè, kẹp nè, nâng cắt kẹp, nó xài bằng hơi thủy lực nha các bạn. Thì cái loại này nó một bộ nó của nó có bình hơi nữa nha, nhưng mà cái bình hơi của nó đang nằm bên Mỹ rồi, nó chỉ giờ Việt Nam mình bộ này thôi, nâng cắt và kẹp thôi nha các bạn. Hiệu của nó này các bạn có lợi lên trang web các bạn gõ cái hiệu nó ra nè các bạn, thì các bạn biết nha, hàng này nó là hàng cứu hộ của Mỹ. Nó là nhôm nghiền khói với lại thép không rỉ các bạn, nó làm bằng nhôm nghiền khói, thép không rỉ. Thì giá mới của nó cũng bên Mỹ thì nó tính bằng ngàn đô thôi các bạn. Rồi thì hôm nay mình lên kìm mở lết nè các bạn, rồi kéo nè, dao nè, nâng cái này nâng nâng tay nha, ô tô, rồi súng hơi, rồi đó. Thì máy mài máy cắt hôm nay là hàng đây là bắt đầu là lên tới 500-600 rồi nha các bạn. Đó, 500-600 rồi. Còn một ít lô 400 nữa, 450 nè các bạn. Đó, thì nó còn một ít lô 450 nữa, với binh nữa nè, súng binh nữa. Hôm nay có hai cái lưỡi nè bạn, lưỡi này dày lắm nha. Lưỡi này thì mình có coi giá mới Việt Nam mình là 1,5 triệu một cái các bạn, hàng mới Việt Nam nha. Còn cái này không phải hàng mới Việt Nam nha các bạn, cái này nó là hàng Nhật Bản. Còn hàng mới Việt Nam mình có coi thử là mình thấy nó bán 1,5 triệu một cái, và hàng mới Việt Nam á, hai cái này nó 250 là lưỡi dành cho thợ gỗ á. Rồi đục nữa nè, rồi khung binh nè. Thì hàng bãi này các bạn lưu ý trước khi mua nha, thì những cái hàng nào mà mình thử điện nha các bạn, hàng nào mình thử điện á là mình sẽ bao là motor không bị cháy, bao có điện nha các bạn. Còn hàng nào mà không thử điện á mà mình là mình bán tù mù nha các bạn, bán con ký tù mù đó. Các bạn lưu ý trước khi mua và đặt hàng bên mình, và các bạn đặt hàng bên mình là phải đặt cọc bên mình mới cho đi đơn hàng nha các bạn, phải đặt cọc mình mới gửi hàng đi. Còn bạn nào mà ngại đặt cọc thì các bạn chuyển đủ luôn nha, tại vì đơn hàng nó có 200-300 ngàn thôi bạn, các bạn chuyển đủ luôn cho rồi đỡ mất công thu tiền hộ, thu ship. Rồi thì mã số ngày hôm nay là chữ C nha các bạn, C1 C2 nha. Thì các bạn đặt hàng các bạn liên hệ cho thư ký là 0344862079, các bạn chốt là C1 C2 C3 nha các bạn. Số điện thoại mình có đợi góc màn hình ngay đây nha. Rồi vô đi em trai cắm điện thử đi. Thì mã đầu tiên là con C1 900 ngàn nha các bạn, máy cắt sắt. Rồi được em. Thì con này nó có đá lửa nha các bạn, đá lửa nhẹ nè. Thì máy cắt sắt nha các bạn, có máy cắt sắt hiệu này nó là hàng hiệu chắc Hitachi gì đó các bạn. Rồi thương hiệu nó nè các bạn. Rồi con này là mã 1 C1 nha các bạn, 900 ngàn. Giá của nó là 900 ngàn nha. Đá 305, tay cầm bằng nhôm, với khung sắt đồ là nói chung là khung khiết đồ là còn ok đó nha các bạn nè. Đó, nắp kẹp dao đồ là còn đầy đủ hết nha, khung đồ còn mới nha các bạn. Rồi C1 nha các bạn, 900 ngàn, tay cầm đồ là còn đẹp, nói chung con này là liên lạc khoảng 90% nha các bạn. Rồi C2 nha, C2 là 850 nha các bạn, C2 850. Rồi thử đi em. Rồi nha, C2 nha các bạn, con này là 850 nha các bạn. Khung của nó đây, đây bạn, khung của nó nha. Đó, không có bị mục nha các bạn, chỉ đóng màng nhện thôi chứ không có mục. Rồi con này là C2 850 nha các bạn. Khung của nó mình thấy còn liền lạc khoảng 80% nha các bạn. Thì dàn khung của nó này, tay cầm là không bị bởi gãy nha, 850 C2. Hàng này là hàng Shidawa nha các bạn. Rồi C3 là con máy cắt nhôm nha các bạn. Thì cái con này đáng lý là nó 1,7 triệu các bạn, nhưng mà bán thanh lý 1 triệu nha các bạn. Lý do là nó coi gãy chân nha các bạn, gãy chân lò xo. Đâu gãy chân chỗ nào đây em? Đây các bạn, đây.
gãy trong là so nhân mạng đó, gãy à. Gãy cho bởi chứ không phải gãy nhân mạng đấy, bởi đây không ảnh hưởng đâu các bạn. Đó, bởi thôi. Rồi cắm điện nha. Máy cắt nhôm nha các bạn. Máy cắt nhôm. Thì cái con máy cắt nhôm này nó đẹp lắm bạn, nhưng mà nó bị bởi ngay đây nè, bởi ngay đây mà bởi đây đó. Thì bên mình nó đẹp lắm nha, ốc vàng, thì mình bán thanh lý nha các bạn. Thì bán mưa to lắm bạn, bán thanh lý là con này là 1 triệu nha các bạn, gãy trong lò xo 1 triệu nha. Thì con này là giá đó là 1,7 triệu các bạn à, nhưng mà lý do nó gãy nên mình bên mình thanh lý là 1 triệu nha các bạn. Thì nó chạy ổn định bình thường hết, nó chỉ bởi chỗ đó không anh, không ảnh hưởng gì đâu bạn. Rồi 1 triệu nha, gãy chân là so. Rồi con này là bình hơi nha các bạn, con này 1,1 triệu nha các bạn, bình hơi. Cắm điện nha, cắm điện. Con này là sơi 4 nha các bạn, sơi 4 các bạn. Thử nó vô hơi không em, thử vô luôn. Đây con này hiệu nó là mát AK615 nha các bạn. Thì nó chạy rất là im nha, không có cái tiếng như là mấy Trung Quốc nha các bạn, nó chạy im lắm đó. Nó đang chạy đó các bạn, nó đang chạy á, coi nó hơi nó lên luôn em, mà khó lại nha. Đây nè bạn, hơi nó lên nè bạn, thấy không, hơi nó đang lên đó, đó bạn thấy không đó. Rồi hơi nó lên nha các bạn, rồi tắt đi em, rồi xả hơi ra, tắt đi, rồi xả hơi ra đi em. Đang xả hơi nha các bạn, đang xả hơi á. Rồi được em. Thì cái con này nè các bạn à, nó chạy rất là im nha các bạn, không nghe tiếng động cơ luôn. Thứ nhất, thứ hai là nó chạy rất im luôn nha các bạn, hơi của nó là lên luôn, nó lên hơi luôn nha. Thì điện rinh của nó là 110 nha các bạn. Đây nè. Đây các bạn. Rất im luôn nha các bạn, rất im luôn. Mà hơi nó lên nhanh lắm bạn, hơi nó chạy lên rất nhanh luôn. Nó chạy hơi lên nhanh lắm. Con này là 1,1 triệu nha các bạn. Đẹp. Con này nhìn thấy mình tương đối nha các bạn, ổn định. Nó có ra hai đầu ra, đây một đầu nè. Để cho nó xe. Có một đầu nha các bạn, một đầu. Một đầu ra nè các bạn, đó. Rồi con này là mình thấy ok nha các bạn, nó vô hơi luôn mà hơi lên nhanh lắm. Con này các bạn để nằm được luôn, nó có chân nè. Đó, nó có chân nè. Bạn để nằm vậy được luôn, đó, nằm được luôn. Đó các bạn, nó có 2 kiểu để nha, các bạn để nằm hoặc để đứng được luôn. Rồi 1,1 triệu nha, sơi 4 sơi 5. Con này là 2 triệu nha các bạn, con này hợi nè, con này nó là hàng VIP nhất trong máy cắt nhôm nha các bạn. Rồi vô đi em, nó là hợi đời mới nha các bạn. Rồi cắt em. Con này là nó là hợi mắc tiền nhất trong máy cắt nhôm này các bạn. Mã số nó là thêm chữ bơi nữa các bạn. Sơi 5 nha. Đây là bạn, mã số nó nè. Nó là sơi 15 F bơi các bạn. Đó, sơi 15 F bơi. Tức là con này là mấy anh em điện cơ bảo nó là hàng hợi các bạn. Và ngày xưa cái loại này nó 4 triệu một con nha các bạn, không phải. Cách đây 2 3 năm bạn, loại này 4 triệu một con á. Rồi. Chân của nó là quýt nha các bạn, chân của nó dày, bao dày nha. Đồ dày ốc vàng nha các bạn. Đó. Thì cái dàn chân của nó bạn còn vàng khè luôn nha. Chỉ có cái này là nó bung ra thôi nè. Giờ các bạn cái này thì các bạn thay được nè. Đó. Rồi dàn chân của nó là bô cơ nha các bạn, ốc vàng khè. Hàng con sơi 5 này nó 2 triệu lượt tại vì nó hàng hợi các bạn. Rồi đẹp, ốc vàng khè. Rồi sơi 5 này là 2 triệu nha các bạn, 2 triệu. Rồi thì cái bộ này á là
Bộ này là nó không nằm trong lô nha các bạn. Bộ này là hàng hàng đặc biệt, nó nằm bên ngoài. Thì cái lô cái này nó là nâng cắt và kẹp các bạn. Nâng con này nâng nè, này cắt kia kẹp. Bộ này 6 triệu các bạn à. Bộ này 6 triệu nó là hàng cứu hỏa thủy lực. Nó còn cái bình hơi nữa nha các bạn, nhưng mà không có đâu, bình hơi nằm bên Mỹ, hiệu nó nè các bạn. AMKUS. Hiệu nó nè. Các bạn lên mạng á, các bạn gõ AMKUS là nó ra thôi các bạn. Là hàng này hàng cứu hộ nha. Đó. Nhôm này nó là nhôm đúc nguyên khối. Hàng thép không rỉ nha các bạn. Hàng nó là hàng của Mỹ nha, hàng này của Mỹ. Rồi. Bộ này 6 triệu luôn nha các bạn, 6 triệu bộ này. Rồi bạn. C6. C6 nha. Con này là 1 triệu sắt. À con này nó bán sắt. Con này nó đá lửa đúng không? Con này nó đá lửa nha các bạn, nên bán sắt 1 triệu nha. Rồi thử đi em, thử luôn không? Có điện không? Con này là mấy cái sắt cắt nhôm lộn mà cắt nhôm, nhưng mà con này nó đá lửa nha các bạn, nên là bán sắt là 1 triệu nha các bạn. Đây. Cái chân của nó cũng dày lắm nha các bạn, chân to dày. Đây rồi thử đi em. Thông số nó nè các bạn. Cái này thằng bắt ngang. Hả? Cái này thằng bắt ngang. Đây bạn. Thông số nó nè các bạn. Thì con này nó không có thắng à? Con này không có thắng nha các bạn. Đá lửa thì con này sơ xấu này là bán sát nha. Các bạn nhắm làm được thì lấy nha các bạn. Thì nó đá lửa, thứ nhất là đá lửa nha. Đá lửa nè các bạn, lửa nó đá nè. Thứ hai là mất thắng. Con này là bán sát là 1 triệu. Dàn chân của nó nặng nha, con này nặng lắm bạn. Dàn chân còn dày lắm bạn, ok lắm nè. Đó, chưa có bởi nha các bạn, dàn chân chưa có bị bởi luôn. Còn dày. Ok lắm nha. Đó, rồi. Rồi được rồi em. Con này thì bán sát nha các bạn, bán sát có 1 triệu thôi. Thì con này nó nặng khoảng 23 kg các bạn. Nè, nó nặng 23 kg lận nha các bạn. Thì 23 kg là bán sát đó các bạn. Giá nó cận cờ giá dây chai luôn đó các bạn. Rồi. Sơi xấu là 1 triệu nha các bạn, sát. Rồi hết hàng thứ điện rồi các bạn. Bây giờ mình qua hàng đồ ngời nha các bạn. Qua hàng đồ ngời thì hôm nay mình có cái máy cái này không phải cái máy mà cái thước các bạn, cái thước. Sơi 6 rồi. Sơi 7 bạn. Thì cái con cái thằng sơi 7 này nó là thước nè các bạn, thước đo. Thước này thước đứng nha. Thì bạn nào nhìn vào quyệt thì chơi, chứ loại thước này mình chưa có dùng bao giờ. Thì con sơi 7 này nó 600 ngàn nha các bạn. 600 ngàn. Đây bạn, nó đo nè. Nó là thước đứng nha các bạn, thước đứng. Nè. Nó để đứng nè các bạn, đó. Thì con này nó cao khoảng 1 mét nha các bạn, nó cao 1 mét đó. Hàng của Tokyo nha các bạn. Ừ, hiệu nó đây. Tokyo đó. Con sơi 7 này là 600 nha các bạn, thước đứng nè. Đây bạn, mặt mặt sau của nó nè. Mặt nó có cân chỉnh đồ hai bên luôn. Rồi các bạn thấy vào việc thì mình chơi nha. Còn không vào việc thì thôi nha các bạn. 600 ngàn sơi 7 nha. Sơi 7. Sơi 8 này là 550 nha các bạn. Con này 8 kg nè. Con này nó bằng inox đặt các bạn, dày lắm. Tù nặng lắm bạn, cái này cây này mà 8 kg nha các bạn. Inox đặt luôn. Cái hai cái cây này nó đặt nha các bạn, chứ không phải nó bọn đâu, nó nặng lắm hai cây này nè. Hai cái cây này nó đặt. Nặng lắm nha các bạn, 8 kg chỗ này luôn á. Rồi 550 nha các bạn. Sơi 8. Thì cái này cái gì không biết luôn nha các bạn, không biết luôn. Không biết cái này cái gì đâu. Nè nó có thông số nè. Số đồng hồ nè các bạn. Mình cũng không biết cái này cái gì luôn. Đồng hồ thì mình thấy nó mặt kính nó bởi rồi các bạn nè. Mặt kính nó bởi rồi nha. Còn cái chân của nó là nó làm bằng thép nha các bạn. Chân nó là inox hay thép gì đó. Đó cái chân nó nè. Rồi con sơi 8 này là 850 nha các bạn. Nặng lắm. Đây bạn nhìn. Đó nó nè. Bạn nhìn nha. Đó con sơi 7 với sơi 8 là hai bạn. Các bạn nhìn hai con đó nha. Rồi. Rồi bạn sơi 9. Sơi 9 này nó là cái kìm 650 nha các bạn. Cái kìm này là cắt cái gì đây không biết luôn.
dỡ lên kiểu gì đây trời. Sợi chính này là 650 nha các bạn, cái kìm nha các bạn. Cái này cắt cái gì mình không có biết nha các bạn, chắc là cắt sắt rồi. Rồi cái kìm này nó dày lắm bạn, sắt dày nha, dày mà to nặng nữa. Rồi 650 nha các bạn, dày hàng của Nhật nha các bạn, thương hiệu tem nó này, kiểu nó đây các bạn đó. Rồi kìm nha. À, đây đây nó khó lại nè, đây khó lại nên là mình nãy dỡ lên được bạn. Rồi cái kìm này nó là kìm cắt chắc là cắt sắt các bạn. Sợi chính này 650 nha. Rồi sợi 10. Rồi bạn, bây giờ mình qua đồ người nhé, qua đồ người đi các bạn. Sợi 10 này là hai cái mỡ ốc là cái này 150 hai cái này nha các bạn, 150 hai cái đó. Hàng của hãng gì đây, Sunny gì đây các bạn đó, Sun keo cây gì đó, 21 17. Sợi 10 này là 150 nha. Sợi 11 này là 200 nha các bạn, hai cái mỡ 21 này, hiểu nó này các bạn, 21 luôn. Cái này 26 nè, cái này 17 nè đó, nó có số nè các bạn, có số nè. Rồi hai cái mỡ ốc nha các bạn. Loại này mỡ kiểu gì đây ta, cái này không rành, không chưa chơi đồ này. Rồi 200 nha. Sơn 12 là hai cái kìm cắt nha các bạn, 250 nha các bạn, 250 ba cái kìm nha các bạn nè, ba cái kìm cắt 250 nha các bạn. Thì cái này nó dài khoảng gần 2 gang nha các bạn, gần 2 gang, gang gang rưỡi, hơn gang rưỡi á. Ba cái kìm này là đây, hiệu nó nè bạn, hiệu nó. Ba cái này là sơi 12 nha các bạn, 250 ba cái nha. Đó. Chưa có mẻ nha các bạn. Chưa có mẻ răng. Hiệu nó nè bạn, đó. Rồi, sơi 13 này là 300 nha các bạn, sơi 13. Cái kìm này nó dài lắm bạn, nó dài nè. Nó dài hơn cái kìm nãy, 2 gang mấy luôn, hơn 2 gang luôn. Hơn 2 gang luôn mà. Thì cái này nó là hiệu nó nè các bạn. Hiệu nó nè. 300 nha các bạn, hai cái này là sơi 13, 300. Răng nè. 300 nha. Đó. Sơi 13 nha các bạn. Rồi. 300 sơi 13. Sơi 14 này là 300 luôn bạn, 300 luôn nha. Hiệu nó đây. Ba cái, sơi 14 này ba cái nha. Cái này 2 gang này, 2 gang. 300 kìm cắt nha các bạn. Rồi. Cái này là mỏ lết nước nha, cái này dành cho mấy anh thợ nước, thợ ống nước. Cái mỏ lết nước này là mỏ để mỏ ống nước đó bạn. Thợ ống nước nha. Cái này là 300 hai cái này nha các bạn. Cái này nó dài này, một gang này, hơn 2 gang mà, hơn 2 gang. Rồi sơi 15 là 300 nha các bạn, hơn 2 gang. Sơi 16 này là 250 bạn, cái này hơn gang. Rồi 250 nha các bạn, sơi 16. Rồi cái này mở nước các bạn, mở nước. Thép dày lắm mà, dày. Nặng lắm, nặng mà dày nữa. Nặng kịch luôn các bạn. Sơi 17 nha, 250 nha các bạn. 250 nè. Nhìn nó dày lắm mà. Đây đó, 250 nha các bạn, sơi 17. Sơi 18 bạn. 250 luôn. 250 nha các bạn. Hiểu nó nè bạn, hiểu không? Rồi 250 nha các bạn, đó 18. Sơi 19. Sơi 19 này là 250 luôn nha. 250 luôn. Này dành cho mấy anh thợ ống nước. 250 nha. Sơi 20 là 250 luôn nha các bạn, hiểu nó đây.
Nè bạn thấy ghi không? Made in Japan nè. Made in Japan thấy không? Size 20 nha các bạn, 250. Cái này nó dài hơn 2 gang các bạn, hơn 2 gang. Cái mà made in Japan nó dài hơn 2 gang luôn nè, 1 gang nè. Bạn thấy 1 gang không? Đó. Hơn 2 gang. 250. Size 21 này là 300 nha các bạn nè. Điều nó nè bạn, đó. Ủa, cái này đẹp nè bạn, cái này đẹp nè. Đẹp này còn ngon lắm à. Rồi. 21 dày lắm nha các bạn, thép của Nhật dày lắm. 300. Size 2 nha. Thì hai cái lưỡi này dành cho thợ mộc nè các bạn, một cái dày lắm. Một cái dày, một cái mỏng nha các bạn nè. Một cái đây các bạn, một cái này mỏng nè. Một cái này dày nè các bạn. Đây các bạn, thấy không? Một cái dày, cái mỏng nha. Thì cái này dành cho cắt gỗ nha các bạn. Cắt gỗ. Cái lưỡi này cái lưỡi này mua mới của nó hàng mà Việt Nam, hàng tại Việt Nam á, là mình thấy 1.500.000 cái nha các bạn. Còn mà hàng cũ á, lộn, hàng hàng mới bên Nhật thì không biết bao nhiêu tiền cái bạn. Cái này hàng bên Nhật nha các bạn. Hàng này hàng bên Nhật nè. Nó có chữ chữ Nhật luôn nè các bạn, thấy không? Còn cái hàng mà mới tại Việt Nam mình thấy nó ghi là 1.500.000 cái bạn. Hàng mới á. Hợp kim nha các bạn, cái này nó có hợp kim. Bén lắm nha, bén cực kỳ luôn. Cái này đi lạng quạng rồi đứt tay luôn các bạn, bén lắm. Nè, cái này bén lắm nha. Ở chỗ này nó có một lớp hợp kim nè các bạn, đó. Cái này là lớp này lớp lớp gì á, đó. Cái này để mấy anh em thợ mộc thợ gỗ rồi thôi các bạn. Chứ lưỡi này đem đi cắt cỏ chắc máy quay đắt nổ luôn. Rồi, 250, hai cái này luôn bạn. Hai cái này 250 nha. Thì 250 là giá sắc dụng đó bạn. Hai cái cục này nó nặng bạc cố luôn. Nó nặng kinh khủng lắm bạn, nó dày lắm. 250. Cái này là size 23 nha, 250 này các bạn. Búa. 250 nha các bạn. 250 4 cái búa nha, 4 cái búa bạn. 1 nè. 2 3 nè. 4 cái búa nha các bạn. Đó. 4 cái búa 250 size 23. Size 24 nè. 4 cái búa này là 250 luôn nha các bạn. Đó. 4 cái búa này nhìn nó nhỏ nhỏ vui lắm bạn nè. Nhìn nó nhỏ nhỏ nè. Rồi. 4 cái búa này là 250 size 24 nha các bạn. Size 25. Cái này 200 mà, 200 à. 200 nha. 4 cái. 4 cái nha các bạn, 4 cái 250. Đây đầu của nó nè. Đầu con này nó có lớp chống trượt nè. Rồi, cái này lớp chống trượt. Size 25 này là 200 nha các bạn, 200 nè. Rồi 4 cái. Size 26. Rồi bạn, bây giờ mình qua máy đục bê tông nha các bạn, máy đục bê tông. Đây bạn. Máy đục bê tông nha các bạn, thì hàng máy đục bê tông này mình bán là tù mù nha các bạn, hàng chưa có dọn nha các bạn. Hàng chưa có dọn là chưa có tháo ốc nha các bạn nè. Máy rồi là chưa có tháo nha các bạn. Thì các bạn giờ tự dọn nha. Đó. Bên Nhật thì nó cắt dây nè các bạn, đó. Thì size 26 này là 900 hai con nha các bạn. Cái này còn mũi luôn nè. Con này nó cao nó 1 nè, 2 nè, 3 4 gang. Là nó cao khoảng 1 mét đó bạn, con này nè. Khoảng 1 mét luôn. Size 26 này là 900 nha các bạn, 900 ngàn. Hai hiệu nó là HILTI 804 bạn. Size 26 nha, 900 ngàn. Hai con nha các bạn, hai con. Size 27 nè. Makita nha các bạn, 750. Máy đục bê tông nha các bạn. Con này còn cái mũi đục nữa nè. Mũi đục. Cắt dây rồi. Dây nó cắt rồi nha. Size 7 này là 750 nha các bạn, 750. Đó. Size 7 nha, 750 nha. Rồi. Hai con này là 750 nha các bạn. Size 27. Size 28 nha. Con này là 500 nha các bạn. Con này nó là súng bắn đinh nha các bạn nè, có đinh nè.
đó. Này không biết nó thiếu gì mình không có biết nha các bạn. Này nó chạy pin hay điện luôn không biết luôn. Một cái này, cái này các bạn mà nhìn coi thử nó có đúng công việc của mình thì mình chơi nha các bạn, còn không đúng thì thôi bỏ qua nha các bạn. Tại vì cái đồ, cái này đồ này mình cũng không biết nó lỡ làm cái gì luôn, mình thì không có chuyên cái đồ này. À cái này là để gài đinh nó đẩy nè, bắn nè. Sơn 8500 nha các bạn, nó là HILTI GX100. Con này không biết nó chạy điện hay chạy pin mà không thấy cục pin đâu hết. À con này hay là nó chạy pin ta. À con này nó chạy pin nha các bạn chứ không phải chạy điện, nhưng mà pin của nó không thấy các bạn nè. Đây bạn, cái chỗ này là chỗ nó đút cục pin vô nè mà mình không có thấy cục pin nữa. Gài lại bạn đó nè, cái này nó chạy pin nha các bạn, không có pin nha, nó không có pin đâu, chịu nó nè. Rồi rồi các bạn nhắm vào vị thì mình làm nha, nó còn đinh luôn nè các bạn nè, chắc này nó đang xài các bạn, còn pin luôn, đinh nó nè. Này chắc là súng bắn đinh nha các bạn, súng bắn đinh hai sơm 8500 nha, sơm 9 bạn, hai con này 700 bạn à, 700 sơm 9 nha. Ủa con này nặng lắm bạn, con này mới nó hơi bị đắt tiền bạn, mới mắc lắm, hiểu nó nè. Rồi 700 ngàn hai con nha các bạn, hai con đục bê tông sơi 30 nhân 1 triệu nha các bạn, chỗ này hai con luôn đây bạn, hai con nha, sơi 30 thì một con bự một con nhỏ nha các bạn, là hai con này là 1 triệu đó. Sơi 31 nè, hai con luôn bạn, sơi 31 này là 650 nha, 650 hai con TF52, con này là HILTI luôn nè các bạn. Hai này nó còn dây điện nè các bạn, đúng rồi nó còn dây điện còn mới các bạn, mới lắm nhờ, còn mới các bạn, thông số nó nặng lắm nha. Rồi hai con đục bê tông sơi 31 650 nha các bạn, 650. Rồi bây giờ là hết đục bê tông rồi bạn, bây giờ mình qua đồ người tiếp nha các bạn, mở lết, mở lết nha, với lại hai cây, ba cây tơi bạn, chỗ này mình có ba cây tơi này 250 bạn à, ba cây tơi này nè, ba cây tơi 250 nha các bạn. Thì tơi này nó là số nè bạn nè, 21 nè, 23 nè, 19 nè, 17, còn cái này 23 nè, 19 nè, 17 này, 21 đó. Ba cây tơi này nó là ba cây này luôn các bạn, sơi 32 này 250 bạn à, ba cây nha, ba cây này luôn á đó, ba cây này luôn, ba cây này là 250 nha các bạn, ba cây tơi đó. Rồi ba cây tơi nha. Rồi bây giờ mình qua mở lết bạn à, mở lết nha, sơi sơi 33 nha các bạn, ba cái mở lết, chịu nó nè các bạn, chịu nó nè đó, ba cái này là 200 nha các bạn, chịu nó nè đó, chịu nó nè đây bạn, chịu nó nè. Rồi ba cái này là hàng của Nhật các bạn à, hàng của Nhật nha, thì 200 nữa bạn, hàng Nhật nha các bạn. Rồi sơi 33 nha các bạn, sơi 34 này là 200 nha các bạn, sơi 34 nè 200 đây bạn, nhiều nó đây. Con này hàng của Nissan đó bạn, Nissan này là công ty ô tô các bạn, xe tải á, ở lộn xe xe con các bạn à, xe hơi á đó. Sơi 34 này là 200 nha các bạn, sơi 35 này là 200 luôn nha các bạn, 200 luôn, sơi 35 này 200. Sơi 36 là 200 luôn mà.
Sơi 37 200 luôn nè. 200 luôn. Đó. Sơi 38. 200 luôn nha các bạn. Ủa trời đang mưa to lắm bạn. Sơi 38 là 200 nè. Sơi 39 là 150 các bạn à. 150 nha. Sơi 40 là 200. Đó, quay cho nhanh bạn mở lớp. Mở lớp nha. Hàng Nhật hết nha các bạn. Sơi 40 là 200 nha. Sơi 41 nè. 150 các bạn à, 150 nha. Sơi 41. Sơi 42 nè. Ủa 4 cái này 200 luôn mà, 4 cái luôn, 1 2 3 4 luôn. Đó. Hàng Nhật nha các bạn. Sơi 42 200. Rồi. Sơi 43 các bạn. Kéo cắt sắt nha các bạn. À lộn. Kéo cắt lộ cắt cây cảnh mà. 3 cái bạn, 3 cái nha. 3 cái này là sơi 43 là 200 nha các bạn. 1 gang, 2 gang, 3 gang nha. Nó dài khoảng 3 gang kéo cắt cây cảnh các bạn. Rồi. 43 là 200 nha các bạn. 3 200. Rồi mình qua nâng nha, nâng. Nâng có 2 cái thôi bạn, nâng ô tô nè bạn, hàng Nhật nha. Mới lắm. Cái này 200 nha các bạn, sơi 44 200. Sơi 45 này là 200 bạn, 200 ngàn nha, sơi 45. Nâng ô tô. Rồi, sơi 46 là súng hơi nha các bạn, giờ qua súng hơi còn ít à. Súng hơi nè. Cái này chân nó là chưa bởi nha. Chỗ này là 450 các bạn. Lăn nè. Lăn. Lăn. Chân còn nha các bạn, sơi 46 nè. Chỗ này là 450 các bạn, sơi 46 nha. Đó. Điều nó nè. Sơi 47 là 350 nha các bạn, sơi 47 nè. Này bắn bu lông, súng hơi bắn bu lông nha. Sơi 47 là 350 các bạn. Mất cái chân nè. Mất cái chân nha các bạn. Đó. Sơi 48 này là 450 nha các bạn, 450 ba con nè. Con này cứng nha các bạn, này cứng. Con này nó có dây điện luôn nè. Con này đẹp lắm bạn, con này đẹp. Rồi. Sơi này là sơi 48 nha các bạn, 450 ba con nha các bạn, ba con. Đó. Kiểu nó nè. Da băng các bạn. Rồi, 450 nha các bạn, sơi 48. Một con cứng nha, con này cứng nè. Sơi 49 đâu? À, 50 đi bạn, sơi 50 là 400 nha các bạn, 400 hai con. Đây bạn hiểu nó nè. Con này nó bộ đẹp nè các bạn. Con này nó đúc luôn mà. Đẹp lắm. Con này cứng nè bạn, không biết hơi vô nó chạy không. Con này lăn nè. Rồi sơi 50 là 400 nha, hai con. Chân nó này rỉ nè bạn. Giờ các bạn quẳng dặn vô được á, dặn chân khắc vô. Rồi, 400 hai con sơi 50. Rồi bây giờ mình qua máy súng binh với lại súng điện 110 nha các bạn, súng điện binh điện 110. Cứ ăn rổ nè. Sơi 51 này là 600 nha các bạn. Cái này điện nè. Điện nè các bạn. Còn cái này là điện nè. Cái này điện nha các bạn, không phải binh đâu, điện hết luôn á. Chỗ này là điện hết nha. Nè. Điện hết luôn nha các bạn. Rổ này sơi 51 là 600 nha các bạn. Điện 110 nha các bạn, hàng Makita. Rồi, sơi 51. Sơi 52 là 600 luôn nha các bạn. Nè. Rổ cái này đẹp nè các bạn, mới lắm. Rổ này đẹp nè. Sơi 52 các bạn, mới. Mới lắm bạn nè. Rồi 600 nha các bạn, sơi 52. Sơi 53 các bạn. Cái này là 800 nha các bạn. Sơi 53 nè. 800. Điện 110 không phải binh nha các bạn. Cái này súng điện 110 nó cắt dây hết rồi. Đây. Cái này bán quýt nha, súng bán quýt. Đó. Súng bán quýt nha các bạn, điện 110. 800 nha, sơi 53 chỗ này 1 2 nè. 3 nè, 4 nè, 5, 6 cái nha các bạn. 6 cái. Bộ này bên Nhật nó bán 2 triệu mấy một cái các bạn. Giá bên Nhật á. Rồi.
800 nha, sơ 53. Sơ 54 các bạn à, 450 các bạn. Sơ 54 nè, 450. Đó, cái này binh nha các bạn, binh. Hàng Makita nè. Binh 12V gì đây nè. Đúng rồi. 14V nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. 3 nè. 4 5 cái nha các bạn, 5 cái. 5 cái nha. Rồi. Sơi này là 450, sơi 54 nha các bạn, sơi 54. Sơi 55 bạn à. 55 này là 350 nha các bạn, 350 hết chỗ này luôn á. 1 nè. 2 nè. Binh đủ luôn nha, đủ binh luôn bạn. 3 nè. Đó, 4 nè. 5. Này súng khôn mà. Này đầu này là đầu khôn nha các bạn, gắn mũi khôn. Nè, gắn mũi khôn. Đó. Rồi. Sơi 55 là 350 nha. Sơi 56 là 300 nha các bạn, sơi 56 nè. À, này súng binh nha, súng binh. Gắn mũi khôn nè, với lại gắn bít nè. Đó. Này bao nhiêu won đây? Không thấy số nữa đâu bạn, mất số nè. 12 won nè, đó. Rồi. Chỗ này 24 con 300 nha các bạn, 300. Sơi 57 nè, 350 nha các bạn, 57 350 nè. 1 nè, 2 3 4 5 con. 5 con nha các bạn. Đó, 350 sơi 57 nha. Hàng này là hàng dừa Makita nè. Với lại hiệu này là hiệu 4.8 nè, không biết hiệu gì luôn. 4.8 nhẹ lắm bạn. Hiệu này, ủa cái này cầm nhẹ lắm nha, 4.8 nè. Sơi 57 350 bạn à. Sơi 58 là 300 nha các bạn. 300. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 con các bạn. 5 con nha. Ủa con này nhẹ nè. 5 con. Đầu nó, đầu này đầu bữa khôn nha các bạn. Rồi, sơi 58 là 300. Rồi bạn, giờ mình qua máy mài nha các bạn. Thì máy mài hôm nay là cương rổ 400 nè. Hôm nay là có rổ 500, 600 nha các bạn. Thì đây, sơi 59 là 400 nha các bạn. Máy mài 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè. Rổ này 6 con nha các bạn. 2, 4, 6 con đó. Rồi rổ này 6 con là 400, sơi 59 nè. Bữa giờ mà anh em lấy lộ này quá trời luôn bạn. Mình vô chắc nhà mình hết rồi. Chỉ còn vài lô mình lên vài 1-2 video nữa là hết hàng này luôn nha các bạn. Không còn cái nào nữa luôn á, để bán luôn. Sơi 59 là 400 nè. Sơi 60 là 400 nè các bạn. Sơi 60 400 luôn nha. Chỗ này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 cái. Rồi 6 cái nha. Đó, mình bán turbo nha các bạn, bán thí đại luôn. Giờ các bạn dọn kiểu nào cũng sống 4 con các bạn, 4-5 con hết á. Sơi 60 này là 400 nha. Sơi 61 nè, 500 nha các bạn. Lô này là 500 nè. Sơi 61 nè, chỗ này là 1 nè. Đó, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Đó, 6 con. Đây, 6 con nha các bạn. Đó, 6 con, 2, 4, 6. Rồi, không có dây điện nha các bạn. Chỗ này là sơi 61, 500 nha. Sơi 62 này là 400 nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó, 4 nè, 5 nè, 6 con. Đó, 6 con nè các bạn. 2, 4, 2, 4, 6. Sơi 62 này là 400 nha. Sơi 63 này là 450 nha các bạn. 450 nè. Để mình dựng lên cho các bạn thấy nha. Rồi. Đây bạn, đó. 6 con luôn nha, rổ này 6 con luôn. Đây. Đây bạn. Đó, 2 con xám nè, 3 con xanh. Con này xám nè. 2, 3, 6 con luôn. Rồi. Sơi 63 này là 450 nha các bạn. Đó. Thì nó có 450 rổ thôi bạn. Không cần nhìn kỹ đâu. Các bạn giờ dọn kiểu nào hàng Nhật nó giờ motor ít khi nó cháy lắm. Giờ các bạn đấu điện dọn sơ lại thôi. Rồi. 450 nha. Sơi 63. Sơi 64 là 400 nha các bạn. Sơi 64 nè. 1 nè. 400 nha các bạn. 2 nè, con này các bạn thấy đẹp không? Mới ken nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. 5 6 nè, thấy không? 6 con. Đó, 6 con nha. 1 2 3 4 5 6. 400 nha, sơi 64. Lỡ mình quên báo giá báo số các bạn nhìn giúp mình nha, nhìn cái số. Sơi 65 nè. Này 400 nha các bạn, sơi 65 400. Rồi. 1 nè. 2 đó. Ở dưới 2 con xám nè. Đây bạn. 3 con xanh nè. 2 con xám, 1 con đỏ. Rồi.
Sợi 65 400. Sợi 66 là 4,5 nha các bạn. 4,5 một này. Một. Này đẹp này các bạn, thấy không? 8 này. Này mới lắm bạn, hàng Hitachi mới lắm. Hàng này bên Nhật nó vẫn còn đang bán mới nha các bạn, hàng này nè. Bên Nhật nó có bán mới luôn. Hiện tại bây giờ luôn đó bạn. Rồi. 4,5 bạn, 66. Rồi bạn, sơi 66 nha, 4,5. Sơi 67 là 4,5 luôn nha. Đây bạn, nè. 4,5 tiếp. Nè, đó. 2 4 6. 4,5 nha, sơi 67. Sơi 68 là 400 nha các bạn, 400. 1 2 nè, 4 6 con. 6 con nha các bạn, đó. Rồi. Sơi 68 400 nha các bạn. Sơi 69 là 400 luôn. Con này hàng đời mới nè, tin đẹp. Con này bên Nhật nó bán mới có luôn đó bạn. Lô này mới bên Nhật nó bán gần 2 triệu một cái bạn. Giờ Việt Nam đóng thuế nữa chắc cũng hơi bị đuối các bạn, cũng tầm 2 triệu mấy á. 69 này 400 nữa bạn. Rồi. Hàng này rin nó là điện 110 nha các bạn. Sơi 70 này, 600 nha các bạn, sơi 70. 600 nha. Đó, 600, các bạn biết vì sao chỗ này 600 không? Đó, anh em thợ nhìn là biết nha, tiền nào của nó nè. Lô này đẹp nè các bạn, 600 ngàn. Đẹp lắm. Nè, thấy không? Đó. Rồi, hết hàng rồi nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn không mua mai mốt là mình lên lô 700, 800 nữa, nó nhiều lô lắm nha. Nó lên giá lần. Rồi, sơi 70 là 600 nha các bạn. Sơi 71 là 500 nha. Nè. 500. Đây bạn. Toshiba này bạn. Này Hitachi nè. Lô này toàn hợi không nè các bạn, đẹp nè. Một nè, hai con hợi nè, ba con hợi nè, bốn hợi nè. Đó, dọn bốn con đó không mà bán con 350 thôi, còn gì bán chi mắc. Bán 300.000 con thôi là 350 rồi, bốn con chịu mấy rồi. Nè. 71 500 nha các bạn. Đó. Các bạn dọn bán con 300.000 thôi là 350 thôi là các bạn hai con đủ vốn. 72 này 500.000 nha các bạn, sơ 72 500.000 hết chỗ này luôn. Một con này các bạn, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 con hết. Rồi 500.000 hết chỗ này, 6 con. Rồi sơ 72. Ôi trời, đau hết mẹ cái lưng rồi, muốn gãy lưng rồi. Nãy giờ chổng khu mà muốn đau lưng rồi. Rồi hết hàng rồi nha các bạn, hôm nay mình lên như đó thôi. Thì mấy cắt cầm tay này các bạn, mình lên chứng chỉ cần 1-2 video nữa thôi là không còn hàng nữa nha các bạn, hết luôn. Là mình lên sạch rồi đó bạn. Mình quét sạch kho luôn á. Rồi, các bạn mua hàng thì liên hệ cho thư ký là 0344 862079 nha các bạn. Các bạn đặt hàng thì các bạn làm ơn là phải đặt cọc giúp mình nha. Tại vì cái hàng này là hàng nặng ký các bạn. Thì phí ship của nó đi miền Bắc là từ 6 đến 7 ngàn một ký nha các bạn. Còn miền Tây á, miền Nam á là 5 ngàn đến 6 ngàn ký. Nó tùy theo xa gần. Thì các bạn phí vận chuyển nó không có mắc đâu nha các bạn, rẻ lắm. Ví dụ 10 ký đi thì nó dưới 100 ngàn các bạn. Nếu mà các bạn 10 ký nó còn mấy chục ngàn thôi, nó không có mắc đâu nha các bạn. Phí vận chuyển nhiều bạn sợ mắc là không có đâu, tại vì mình hợp đồng với lại giám đốc retail rồi. Phí nó rất là rẻ nha. Rồi. Thì các bạn đặt hàng thì liên hệ cho thư ký 0344862079 đặt hàng và đặt cọc giúp mình nha. Các bạn lưu ý nha các bạn, phải đặt cọc mình mới gửi hàng nha. Đó, tại vì nhiều anh em sợ đặt cọc lừa đảo thì các bạn chuyển nhầm cho mình 100 triệu cũng trả mất đâu bạn, mình cũng trả thèm lấy tiền của các bạn đâu. Tại vì cái đồng tiền mình làm ra mình mới trân trọng chứ ai đi lấy tiền của các bạn làm gì. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Mình kết thúc video, chúc anh em một ngày làm việc mạnh khỏe và có bữa cơm đầm ấm với gia đình và người thân nha các bạn. Thôi mình kết thúc video thôi các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn nha.